Hành vi bạo động của mày đã bị tao phát hiện. Thằng đau, mày làm cái gì với bố mẹ tôi? Cho vừa lòng tao. Ai kêu mày trước đây bắt tao chắc nhẹ lắm à? Chơi mày trả thù cá nhân. Mày mà không muốn bị bắt nữa thì đừng có phạm tội. Thì lâu rồi mày làm gì còn cơ hội bắt tao nữa. Khá khen cho ngựa không quen đường cũ như mày. Cướp hiếp. Cái gì? Chị bị cướp? Bị hiếp? Thằng nào mà liều thế? Chưa hiếp. Nhưng mà hắn lấy hết tiền tại vé số của tôi rồi. Ôi chị. Thôi ngoan đi. Chị. Tôi nhớ hắn cao cỡ 1m65, tướng cũng bự bự con vậy nè. Hắn, tôi không nhớ rõ mặt hắn nữa, nhưng mà tại vì hắn đội cái nón, xong rồi còn bịt cái vải nữa, chứ không phải bịt khẩu trang. Vậy chị nhớ hắn đi phương tiện gì không? Hắn đi chiếc xe màu đen. Hắn hỏi mua tôi 20 tờ giấy số, nhưng mà quên mang theo bóp. Cái mới kêu là để chở tôi về phòng trọ kế bên á, nói để trả tiền cho tôi. Thì 20 tờ giấy số đó là nhiều với tôi mà. Vậy có nhớ một xíu về biển số xe của hắn không? Tôi không có để ý nữa nên tôi không có nhớ. Vậy sao chị thoát được hắn? Thì lúc đó hắn chở tôi vô trong rừng, là tôi thấy cũng nghi nghi rồi, thì tôi cũng có đề phòng. Cái đến lúc mà hắn giật vé số của tôi, xong rồi cái hắn giở trò định cưỡng hiếp tôi, là tôi dùng nhảy. Chắc là tại vì tôi có sức mạnh á nên tôi đẩy hắn ra được. Hắn té. À, cái chỗ này nè, hình như cái chỗ này nè. Đã bảo là không phải tôi rồi. Đúng rồi, không phải ông này. Bụng của hắn nhỏ hơn bụng của ông này. Với lại lúc đó ông bịt mặt nên tôi cũng không biết rõ nữa. Được rồi, cảm ơn chị đã hợp tác. Bây giờ chị có thể về. Dạ. Ồ, cán bộ, hôm nay em sao, em được về không? Cậu cũng về đi. Em về luôn cán bộ. Chẳng làm gì cũng bị triệu tập. Ai kêu có nguyên một bộ sưu tập tiền án tiền sự chi không anh? Đúng là cái bộ tiền này, lửa không thể đốt, nước không thể cột sạch. Dạ? Yeah. Mày nghĩ ra cái trò gì đấy? Thôi bỏ đi mà làm thám tử bạn ơi. Chứ giờ mày có muốn rọc rửa quá khứ không? Như nào? Muốn thì phải cùng tao tìm thủ phạm chứ. Sao mà tìm được? Không được thì lên phường tiếp đi. Để tao. Hùng, cho lấy tiền rồi mà chị. Con, mày tha tao ra, mày tha tao ra, mày đừng lại gần tao. Mày đừng lại gần tao, tao sợ mày lắm, cái ghê lắm. Mày đừng lại gần tao, mày tha tao ra, mày tha tao ra. Mày tha tao ra đi. Em đừng bình tĩnh tao. Bình tĩnh nè. Thằng Ken nó qua nó lấy tiền, đâu phải cái tụi hại mình đâu. Chị Tư, em rõ rồi mà chị Tư. Tôi sợ nó lắm, tôi sợ nó lắm. Từ ngày bà bị cướp và cưỡng hiếp ở rừng tù mù đến nay á, tinh thần bà lúc nào cũng hoảng loạn, không có được bình thường. Tôi lúc nào phải kè kè, sợ bà lại xảy ra chuyện. Theo như những lời khai của chị Nghè á, thì cái tình tiết vụ này rất là giống cái những gì mà Thương khai báo. Nhưng mà nạn nhân thì đã bị cưỡng hiếp. Cũng vì cái chuyện đó mà tôi giấu, đâu có để ai biết đâu. Người thương thì không sao, mà lỡ người ta dèm pha, dè biểu, nhục nhã lắm. Cho nên tôi không dám đi báo. Em thấy đây không phải là vụ cướp nhất thời đâu. Với lại nạn nhân cũng không chỉ có một. Và nạn nhân đều là các phụ nữ trung niên bán vé số, ngoại trừ còn nhỏ như trung niên hôm bữa. Sau cái vụ việc của chị Tư á, thì cũng có một số nạn nhân khác đến báo án. Nên là tôi nghĩ cái suy luận của cậu về việc cướp tài sản và hiếp dâm á, là có căn cứ. Em nghĩ thằng này không đơn giản đâu. Nó cũng tính toán hết rồi.
nó tập trung vào mấy người phụ nữ lớn tuổi bán vé số nữa. Mà cái độ tuổi này gặp mấy cái chuyện đó thì không dám nói ra đâu, sợ xấu hổ nữa. Với lại mục đích của thằng này chính là cướp tài sản. Sau khi kiểm tra CCTV á, thì tôi phát hiện ra chiếc xe của hung thủ giống với những gì mà Thương và một số nạn nhân khác miêu tả. Và chắc chắn vụ này là một người làm. Cho em ly phê đá ngọt. Rồi. Ủa, chị ba, xe để ngoài có ai trông không? Thời thoải mái đây, bảo kê nhiều lắm. Ok. Cho chai nước đem về chú Quang. Rồi, để xíu. Để xử nước trong này đem về cái nha. Rồi. Vậy số anh trai? Số hả? Đề hết nhiều. Vẫn hoài không anh? Lấy thiệt cái chứ. Mà quên đem tiền rồi, bán thiếu không? Dẹp cái chai nồi. Lại xuống nha. Dạy 10k. Không cho cái bịch nữa. Có 10k mà đồ có bịch. Chị ba, cà phê cứ để xíu quay lại nha. Tao gửi định vị rồi đó, mày qua lẹ lẹ nhá. Không kén đâu ta. Nếu mà theo định vị, bây giờ là sắp tới rừng tù mù rồi. Thôi đi lẹ đi. Tôi phát hiện rồi. Tôi có làm gì đâu, tôi có làm cái gì? Khốn này, đã cướp tài sản còn hiếp dâm mấy bà bán vé số hả? Tôi có làm đâu. Đấy, chị ba. Tôi mất tiểu, tôi ra đây tôi tiểu. Tôi có làm gì đâu. Không phải biển số xe này, lộn người rồi. Thả làm thả đi. Nhầm, bắt lộn bắt lại. Xin lỗi anh ạ, chúng tôi đang chơi game thôi. Làm cả mấy bạn nó coi phim nhiều quá nó khùng. Tiểu của Nguyên nữa. Xin lỗi. Nhốt lại đi. Dạ, xin lỗi anh. Chán thiệt. Tại tao thấy y chang. Mày làm việc mày làm bằng cái đầu giùm tao cái. Alo. Được rồi, được rồi. Tôi tới liền. Có một vụ án mạng của một người phụ nữ tại bãi rác cách đây 5 km. Thôi đi nhanh đi. Ê, vụ này chưa xong mà.